Được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm kiếm cơ hội nhập cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các cá nhân, tổ chức tư vấn mà. Theo luật di trú, chỉ những luật sư và thành viên của Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú thuộc Chính phủ Canada, gọi tắt là ICCRC, có giấy phép hành nghề chuyên nghiệp mới có thẩm quyền tư vấn đại diện hồ sơ và thay mặt khách hàng liên hệ sở di trú để giải quyết những vấn đề xảy ra trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ. Với trên 15 năm kinh nghiệm, Aline Xuân Uyên Nguyễn, thành viên của ICCRC, đã thành công trong việc hỗ trợ hàng chục ngàn trường hợp định cư thành công tại Canada. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Coming to Canada, giải đáp thắc mắc về di dân di trú Canada. Tuần này thì chương trình nhận rất là nhiều câu hỏi liên quan đến thân phận của những người mới tới, có nghĩa là những người mới có được thân phận thường trú dân chính thức. Câu hỏi như thế này, có PR rồi, có bắt buộc phải ở lại Canada không? Người có PR sống ở ngoài Canada thời gian dài thì như thế nào và bao lâu thì được vô quốc tịch? Trước tiên thì nếu quý vị nghe cái chữ PR có nghĩa là viết tắt của Permanent Resident, có nghĩa là thân phận thường trú dân chính thức đó, thì từ bây giờ trở đi nếu mà mình nghe cái chữ PR thì mình biết là đang nói về những người đã có thân phận định cư chính thức tại Canada ha. Bây giờ trả lời câu hỏi, có bắt buộc ở lại hay không? Khi mà từ cái ngày đầu tiên mà mình chính thức trở thành thường trú nhân Canada thì mình có những cái điều kiện căn bản mà một người thường trú dân cần phải giữ để mà đủ tiêu chuẩn để khi mà mình hết cái hạn cái thẻ thường trú dân của mình thì mình có thể gia hạn lại. Một cái thẻ thường trú dân mỗi một lần cấp là được 5 năm nhá. Cho nên đây là cái điều kiện căn bản nè. Mỗi một người thường trú dân đó tính từ một cái ngày đầu tiên mình được định cư Canada chính thức đó, thì trong vòng cái chu kỳ 5 năm kế tiếp của mình đó là mình bắt buộc phải có mặt ở Canada đúng 2 năm, có nghĩa là khoảng 730 ngày, không được thiếu một ngày ha. Nói như vậy có nghĩa là làm sao mà tính đúng không? Có nghĩa là có nhiều bác thì cứ tưởng là mỗi một lần mình đi ra ngoài 6 tháng xong mình phải trở vô. Nó không phải tính vậy, nó tính là trong cái chu kỳ 5 năm đó đó, mình đi như thế nào, mình đi ra ngoài xong mình quay trở vào, mình cộng lại tất cả những cái ngày đó, rồi mình trừ lại cái 5 năm của mình mà mình còn được cơ hội ở lại Canada 2 năm thì mình vẫn ok. Lấy ví dụ cho dễ hiểu ha. Ví dụ như có nhiều người khách của Yên, hai bác lớn tuổi đi qua đây xong nhớ nhà quá, hoặc là nhớ con nhớ cháu quá, thì hai bác có một tuần sau thôi là quay về Việt Nam ở 2 năm. Khi mà 2 năm đó quay trở lại vẫn ok ha. Tại vì hai bác sẽ còn 3 năm để mình thực hiện đúng cái bổn phận thường trú dân là 730 ngày ha. Cho nên là lưu ý, thì mỗi một lần mình ra vô mình lưu ý. Nhưng mà có một cái điểm á, là mình nên muốn lưu ý với các bạn là mặc dù là mình nói là mỗi một chu kỳ 5 năm nhưng mà nó tính từ cái ngày mà mình quay trở vô á. Thí dụ như mình bước vào Canada nó sẽ tính ngược lại 5 năm. Thì có những bạn đã ở đây trên 5 năm, ví dụ đã vừa gia hạn lại cái thẻ thường trú dân của mình rồi đó, thì nếu mà khi mà mình đi trở vô thì mình lưu ý là cái period 5 năm của mình đó, cái chu kỳ 5 năm của mình nó sẽ tính từ cái ngày mình vô lại Canada ngược về ha. Thì đôi khi đó mình đi ra ngoài Việt Nam quá nhiều và những cái ngày quá nhiều đó nó lại nằm ở trong cái chu kỳ mà 5 năm phía sau chứ không phải phía trước, thì nó cũng rất là nguy hiểm ha. Cho nên là để mà chắc ăn thì trước khi mà mình cảm thấy là mình có cái nguy cơ bị mất đi cái tiêu chuẩn đó thì mình nên gọi cho luật sư của mình hay là những người có license và có hiểu biết về cái vấn đề này để mà mình check lại cho chắc ăn ha. Rồi cái vế kế tiếp là nếu mà người PR sống ở ngoài Canada lâu quá thì sẽ như thế nào? Thì dĩ nhiên sống ở ngoài Canada lâu quá thì khi mà mình gia hạn lại cái thẻ, mình sẽ không được quyền gia hạn lại cái thẻ đó, và dĩ nhiên lúc đó mình bị mất cái thân phận. Và mất thân phận rồi thì có nghĩa là nằm trong cái diện trục xuất, có nghĩa là mình trở lại cái tư thế ban đầu là mình chỉ là một cái người có một cái quốc tịch ngoài nước, thí dụ như là Việt Nam hay là nước khác ha. Cho nên lưu ý cái vấn đề đó. Còn bao lâu thì được vô quốc tịch? Nếu như từ ngày mình định cư mà mình không có đi ra khỏi nước, đúng không? Thì 3 năm mình sẽ được vô quốc tịch.
có nghĩa là tính là mình không có bị thiếu một ngày nào hết trơn á. Còn nếu mà mình thiếu ngày nào, thí dụ mình đi du lịch ở đây một tuần, ở kia một tuần, thì mình phải trừ những cái tuần đó ra. Còn cái luật căn bản là tính từ ngày mình ký cái đơn xin quốc tịch ngược lại 5 năm, nếu mình có mặt ở Canada 3 năm đúng, có nghĩa là 1095 ngày, thì mình sẽ được vô quốc tịch. Hy vọng là vừa qua giải đáp được cái thắc mắc của quý vị. Thì rất mong quý vị là tiếp tục gửi câu hỏi và những thắc mắc đến cho chương trình tại email comingtocanada@culturers.com. Các bạn nào mới tham gia chương trình lần đầu tiên thì nhớ nhấn cái nút subscribe để mà được thông báo theo dõi tiếp những cái chương trình video kế tiếp của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại.